Phật Pháp ứng dụng. Gần 3 năm.
Bây giờ tôi mới cảm thấy rằng một cái bài hát mà tôi cảm thấy ngày xưa tôi không tin lắm. Nó nói em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau. Tôi nghĩ tôi đi lang thang nơi này nơi khác, riết rồi chắc hắn quan bỏ tôi luôn rồi. Nhưng không ngờ vì trái đất tròn cho nên có ngày chúng ta có cơ hội gặp lại. Sau 2 năm trời du phương học ở tại đất Phật, và sau chuyến đi du học về thì tôi lại có Phật sự đi sang Mỹ 2 tháng rưỡi nữa. Thì lần này về thì được Hòa Thượng cũng bảo dạy chúng tôi là hôm nay có buổi tiếp chuyện với các vị. Và Hòa Thượng dạy rằng thì sau này mỗi tháng con trở về Ấn Quang một lần để tiếp chuyện với các Phật tử. Đây là lời dạy của Hòa Thượng cho tôi, đâu có dám nghĩ đâu. Xin thưa với các vị, thì hôm nay chúng tôi trở về với các vị với cái một cái bài giảng mà cũng rất là gần gũi với chúng ta. Nhưng có điều là chúng ta hình dung chưa có ra thôi, chứ thật ra thì nó cũng nằm bàn bạc trong kinh điển Phật giáo. Cái bài là tôi muốn đến với các vị là tìm hiểu về phép thần thông trong Phật giáo. Cái này là chúng ta rất là thường gặp, đúng không? Và bởi vì những gì trong kinh điển đã từng nói, có những lúc mà chúng ta cảm thấy nghi ngờ, không tin thì sợ tội, mà tin không biết nó có thực hay không. Thành ra có những điều chúng ta cần bàn giải về ý nghĩa, những từ đặc trưng thông thường trong Phật giáo mà chúng ta gặp phải, ý nghĩa, giá trị của nó như thế nào. Trong quá trình từ trời Đức Phật, trước thời Đức Phật, sự tồn tại trong con người của Đức Phật hay là trong con người của chúng ta. Chúng tôi có giảng một bài giảng tại ở Santa Ana, miền Nam Cali ở nước Mỹ, với cái đề tài đó là tình người tâm Phật. Tôi cũng đã giải mã về vấn đề giữa tâm chúng sinh và tâm Phật như thế nào. Các vị tìm lại những nơi phát hành băng đĩa đó, các vị tìm mua những bài giảng tại Mỹ của chúng tôi, hơn 40 bài pháp tại Mỹ. Thì hôm nay chúng tôi muốn đến với các vị với một cái bài giảng như thế này. Là bài này chúng tôi cũng nói ở Texas, tức là vùng San Antonio tại chùa Liên Hoa. Thì tôi có trình bày nhưng mà ở đó vì hôm đó máy móc nó bị trục trặc, vì vậy cho nên chúng tôi muốn có một cái cuộn băng phổ biến cho các vị. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn trình bày lại với các vị ở tại tổ đình Ấn Quang này. Xin thưa với các vị, thần thông này nó có tính cách giống như là chúng ta từng đọc với tất cả các sách sử về thời kỳ hình thành dựng nước và giữ nước Việt Nam. Chúng ta đã đọc qua tất cả các sách sử, chúng ta thấy là những cái truyền thuyết về trăm trứng nở trăm con có không ạ? Bà Âu Cơ, Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Rồi cuối cùng trăm trứng nở trăm con, rồi 50 con lên núi, 50 con xuống biển vậy đó. Chúng ta có nghĩ điều này, chúng ta có tin không? Hả? Có không? Qua quá trình lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước nền văn hiến Việt Nam, có những điều qua quá trình thời gian quá dài, chúng ta cũng biết là thực hay là hư. Tin thì không dám tin, mà chúng ta bỏ là không dám bỏ. Hai nữa, chúng ta đọc qua những cái ví dụ như là truyền thuyết về các dân tộc có mặt trên Việt Nam, đó là qua cái mẫu chuyện gọi là trái bầu mẹ, có phải không? Do trái bầu mà để trên vàng biếc, cho nên là đứa nào mà chui ra trước là đứa đó da đen, rồi từ từ đứa nào chui ra sau là da vàng, da trắng gì đó. Tức là khởi thủy của những sắc tộc khác nhau tại đất nước Việt Nam, người ta lấy qua cái hình ảnh của trái bầu mẹ. Thì ngày xưa tất cả những điều này tôi tin hết á. Và bây giờ không phải là tôi không tin, nhưng mà bây giờ nó phải qua lăng kính tư duy, phân tích một chút, chứ không có nghĩa là tin như một thời kỳ trẻ con. Rồi chúng ta đọc tới những cái vấn đề như nỏ thần cho ăn dương vương giữ nước để chống giặc Ân, rồi xin lỗi, giặc Triệu chứ, Triệu Đà.
Rồi thánh dấu là 3 tuổi mới biết nói và ăn như ăn cái bằng như thả hậu đôn vậy đó. Rồi lớn lên thì như thổi, rồi chống giặc ân vân vân. Tất cả những hình ảnh đó người ta liệt vào ở Việt Nam gọi là chuyện gì? Thần thoại. Người ta cho chuyện thần thoại. Như vậy thần thoại có thiệt hay không? Và những gì hôm nay chúng ta không thấy được thì điều đó có xảy ra với người tiền sử của chúng ta hay không? Và với một con người bằng xương, bằng thịt, bằng như thế này, nó có được những điều siêu phàm tồn tại trong đó hay không? Hai điều đó nó chỉ có trong Đức Phật, hay là có trong ai đó, hay là có trong một vị thánh nhân nào đó, mà chỉ có trong Tề Thiên Đại Thánh mà chúng ta từng xem. Chúng ta chỉ thấy những cái mình, cái sự thần thoại này được diễn tả lại bằng những cái bộ phim, những cái chuyện mà thôi. Trên thực tế có những điều chúng ta chưa kiểm nghiệm được. Như vậy thì bây giờ thời kỳ hồi còn trẻ, chúng tôi cũng từng đọc qua những cái tác phẩm đó, và chúng tôi cũng có những ước mơ phiêu bồng. Tôi đọc những cái chuyện mà ví dụ như Tề Thiên Đại Thánh thì tôi cũng cảm thấy rằng ước gì mình bay được như Tề Thiên. Rồi mình suy nghĩ nhiều cái biến quá diễn dông, điểm đá quá vàng, rồi tất cả mọi thứ, mình nghĩ mình mà có được cái đó là mình làm trời làm đất ở cuộc đời này, phải không? Thành ra cái điều này chúng ta nhìn trong Phật học nó có như thế nào, mà một từ chúng ta thường gặp phải khi chúng ta đọc qua kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rất là nhiều chuyện rất là huyền thoại và nhiều chuyện khác nữa. Xin thưa với các vị, ngày xưa khi chúng tôi đi tu, thì khi mà chúng tôi đi xuất gia là lúc đó còn nhỏ, 12, 13 tuổi thôi. Và khi đi như vậy á, tôi có suy nghĩ trong lòng. Đầu tiên á, thì tôi cũng chào ba, chào má, chào tất cả mọi người tôi đi. Nhưng mà tôi nghĩ trong lòng, hôm nay á, tôi đi tu là tôi đi bằng bộ nha. Nhưng mà ngày tôi về là tôi bay về, chứ tôi không đi bộ á. Ngày xưa khi mình đi tu mình nghĩ vậy. Hôm nay thì đầu còn để tóc, cho mai này con về là con xẻ hào quang. Tất cả những cái đó tôi nghĩ khi vô tu nó có một cái gì siêu phàm. Và một ngày đó nó mình cũng chứng đắc điều này điều khác. Nó đặc biệt đến độ như vậy đó các bạn. Đó là những cảm giác được mô phỏng từ kinh điển, sách vở và qua quá trình nhìn nhận của tuổi thơ. Nhưng khi mình học Phật rồi, mình biết qua lời dạy của Đức Phật rồi, bây giờ mình nhìn lại giáo lý của Đức Phật, và khi mình trưởng thành ít nhiều về Phật Pháp, thì điều này mình có một suy nghĩ như thế nào? Thì tất cả các vị cùng với chúng tôi tìm hiểu qua ý nghĩa điều này trong Phật Pháp. Và khi đề cập đến thần thông trong Đạo Phật có thật hay không? Và những điều này có diễn ra trên cuộc đời này mà như chúng ta đã từng đọc qua các sách vở ngoài Phật giáo cũng như là trong Phật giáo. Bởi vì những khả năng này không phải có trong Phật giáo, mà nó nằm tồn tại hết tất cả các nền văn hóa sơ khai và trước đó nữa, đều có mặt của vấn đề chúng ta gọi là thần thoại này. Chữ thần thoại này có cái thực và có cái hư như thế nào trong vấn đề chúng ta chia sẻ. Xin thưa với các vị, qua những điều này như vậy thì các vị cho tôi hiểu hai ý nghĩa chữ thần thông trong Đạo Phật. Chữ thần thông nghĩa là gì? Hả? Các Phật tử, thần thông là gì? Chứ hả? Phi thường. Cũng đúng đó. Rồi gì? Nhưng mà gì phi thường nữa? Biến quá. Cũng đúng đó. Còn gì nữa không? Xuất thần nhập quỷ. Cũng đúng đó. Dường như khi nói đến chữ này, các vị đều có một cái khái niệm trong lòng về cái ý nghĩa của nó hết. Thì nói chung tất cả những từ đó chúng ta cũng chỉ về cho ý nghĩa của thần thông. Và nói chung thần thông là một phép lạ, là một năng lực siêu phàm, là một cái gì ngoài cái khả năng của suy lường thông thường của con người chúng ta. Tất cả những cái gì nó vượt trên mức thông thường của con người, chúng ta liệt vào trong sự siêu phàm đó, chúng ta gọi là thần thông. Như vậy ở đây thần thông ở phương Tây họ gọi cho những cái đó gọi là
siêu nhân. Họ dùng cái từ Superman đó, tức là họ chỉ cho các siêu nhân, tức là những con người nó có sức là, các vị coi những bộ phim Mỹ mà phim siêu nhân á, nó là tất cả những cái gì mà người ta hình thành ra được sự siêu phàm. Như vậy trên những gì chúng ta coi qua phim ảnh, trong những sách vở chúng ta đã từng đọc, vậy thì tôi xin thưa hợp thật với các vị, các vị cho tôi một câu trả lời là thần thông có hay không? Có. Ai ở đây cho thần thông có, đưa tay lên đây. Sao nghe có nhiều lắm mà đưa lên có mấy cánh tay vậy ta? Rồi vậy ai nói là không có thần thông, đưa tay lên coi. Rồi vậy bây giờ người nào đúng đây? Hạ hồ phân giải. Xin thưa với các vị, các vị đã xem qua những bài giảng của chúng tôi, thật ra những gì chúng tôi đều suy tư và thưa hỏi với các bậc thầy, nếu điều này chúng ta không rõ, không khi nào chúng tôi chia sẻ với tất cả những các vị mà những vấn đề tôi mơ hồ hoặc là tôi không hiểu gì hết. Tại vì cái gì tôi không hiểu tôi cũng phải đi hỏi cho nó được. Mình không biết thì các vị tôn túc chỉ dạy cho mình. Và những điều này tôi cũng đã tìm hiểu trong sách vở và tôi thưa hỏi với các bậc thầy. Xin thưa với các vị, nếu nói như vậy các vị nói là Đức Phật có thần thông không? Như vậy những người nãy là nói là đưa tay không có, thì bây giờ thầy hỏi những người vừa đưa tay rồi, Đức Phật có thần thông không? Ai nói Đức Phật không có thần thông? Xin thưa với các vị, Đức Phật cách chúng ta 2564 năm rồi, tức là Đức Phật nằm trong cái thời kỳ cổ đại của nền văn minh. Và ở đây chúng ta suy ngược lại thì khó lắm. Bây giờ chúng ta suy lại với chính con người mình. Thầy hỏi thực, tất cả các vị có thần thông không? Ủa sao kỳ? Nói là cái cô nào loáng thoáng nó trả lời là có thần thông là thành Phật rồi. Chắc không? Chắc là có thần thông là thành Phật không? Tà ma ngoại đạo có thần thông nó thành Phật chưa? Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên bài giảng hôm nay tôi chia sẻ với các vị cặn kẽ trong cái vấn đề này. Bây giờ nhìn lại con người của chúng ta, xin thưa thật với các vị, Đức Phật thành Phật là một con người hay là trên trời? Đức Phật là một con người. Đức Phật có trái tim, có khối óc, có xác thân này. Và Đức Phật nếu ăn ít hay là khổ hạnh cũng tiều tụy và sắp bỏ mạng bên dòng sông Ni Liên Thiền. Có phải vậy không? Như vậy về mặt căn bản, Đức Phật có phải là một con người có cơ thể vật lý không? Như vậy từ một con người có cơ thể vật lý này mà có khả năng thành Phật và có khả năng siêu phàm, thì tất cả chúng ta cũng có như vậy. Nhưng mà vì con người chúng ta là không phát hiện được mà thôi, không phát huy hết năng lực của mình. Ở đây tôi mới đọc cái quyển sách gọi là Phát huy năng lực tiềm ẩn của con người này, của tác giả là Vũ Liêm, do nhà xuất bản Lao Động. Khi ông đưa ra một cái vấn đề là khả năng siêu phàm nó có mặt trong tất cả mọi người, và khả năng thần đồng này nó đều có trong chúng ta. Nhưng mà qua quá trình học tập và quân tập nhiều thứ trong cuộc sống này, nó che đậy và phiền não hay là kiến thức nó bổ sung. Có những người lúc trẻ thần đồng mà do chúng ta quân tập nhiều thứ quá cho nên lớn lên nó mất cái tính thần đồng. Như vậy qua quá trình bề dày của cuộc sống, nếu chúng ta không khéo, chúng ta đã làm tự mất đi những năng lực siêu phàm của chính mình mà thay vì hồi thời trẻ mình có. Đây là các vị phải để ý. Những cái người về bên mà họ đo điện não đồ, họ nói kết luận rằng là mỗi một đời người chúng ta sử dụng tối đa chỉ có 1/1000000 tế bào não mà thôi. Tức là thay vì chúng ta 1 triệu tế bào não thì trong đời của một con người chúng ta xài chỉ có 1/1000000. Còn 990,000 còn lại đó, tất cả cái đó chúng ta bỏ trong. Như vậy nếu một con người mà trong cuộc đời này không suy tư, không học tập, không hiểu biết, thì xin thưa với các vị, suốt cuộc đời mình cho tới chết, cái bộ não mình sẽ chôn vào lòng đất mà không có một ý nghĩa nào.
Các vị ở đây nói các vị hơi khó hình dung, bây giờ tôi thưa các vị là các vị biết computer chứ gì. Nếu một người chỉ xài computer cho diện, ví dụ như chơi game, hay là chỉ là sắm computer để cho chúng ta làm một vài chương trình đơn giản nào đó, thì các vị biết rằng cái công dụng của computer nó rất là lớn. Chúng ta xài như vậy chỉ có một phần triệu, một phần ngàn, một phần gì đó trong cái computer thôi. Và chúng ta là những người xài bộ não mình giống như là một con người quá bình thường để xài computer vậy đó. Thật ra trong computer nó chứa đựng rất là nhiều thứ, nhiều chương trình mà chúng ta không khả năng nào khám phá. Cả những người chuyên môn cũng không thể nào khám phá hết được tất cả những gì của bên nhà tinh học chế tạo ra được computer. Tùy lãnh vực của ai, mỗi người chúng ta chỉ biết một phương diện nào đó của computer thôi, có phải vậy không? Thì con người chúng ta xài cái bộ não của mình nó cũng thuộc về dạng như vậy. Cho nên chúng ta học tập hay là chúng ta làm việc, chúng ta suy tư tất cả mọi thứ, chúng ta đừng nghĩ rằng mình sẽ tiêu hao bộ não mình nó kiệt quệ, cả đời chúng ta xài còn không hết nữa. Chỉ trừ ra những nhà bác học có những cái khám phá mới và những người tư duy đêm ngày cho cái công trình khám phá, thì quả mai người ta đốt cháy một phần và người ta xài tiêu hao một phần tương đối lớn trong bộ não. Còn lại người bình thường của chúng ta là như vậy. Cho nên thật sự một thần đồng, một người siêu phàm, một con người có khả năng phi thường, giống như tất cả các vị đã nói vừa rồi, không phải là một con người từ thần thánh nào đi xuống. Tất cả những cái đó nó tồn tại trong một năng lực tiềm tàng của tất cả con người chúng ta. Và mỗi con người chúng ta đều có khả năng phát huy được khả năng thần thông siêu phàm này cả. Thần đồng không phải là chỉ có một riêng thần đồng mới có khả năng về trí nhớ, về mặt sáng tạo, về nhạc hay là tất cả mọi thứ khác là chỉ có thần đồng có. Không phải vậy. Khả năng chúng ta cũng có như thần đồng, nhưng mà vì chúng ta bị che lấp và chúng ta khai thác không hết được cái khả năng tiềm ẩn của bộ não mình mà thôi. Thật sự các vị, cho nên các vị học Hoa Nghiêm, các vị thấy một câu rất là hay từ kinh điển Hoa Nghiêm, đó là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả mọi hiện tượng sự vật, mọi cái gì trong cuộc đời do tâm tưởng của mình biến hiện ra mà thôi. Đây là một cái câu hết sức là chân xác, nhưng mà nó không phải là thuộc về duy tâm học. Các vị phải để ý vậy. Phật học nói về tâm mà không phải là duy tâm học. Ai nói Phật học là duy tâm là trật. Các vị phải nhớ nha, đạo Phật không có duy tâm, không có duy vật gì hết. Các vị thấy tôi nói này có ngược không? Đạo Phật đề cập về tâm không phải là đạo Phật là một duy tâm học. Đồng nghĩa không có nghĩa là đạo Phật phủ nhận lại duy vật học. Học thuyết của đạo Phật không có duy tâm, không có duy vật. Học thuyết của đạo Phật là học thuyết gì? Các vị biết duy tâm á, là nói tâm có trước, mọi vật có sau, đúng không? Duy vật cho rằng vật chất có trước, ý thức mới có sau, có phải vậy không? Vậy ông Phật nói cái gì có trước? Cho nên ai nói đạo Phật là duy tâm là trật. Đức Phật đề cập đến tâm, tất cả các bậc thầy dạy chúng ta tu tâm không nghĩa là duy tâm học. Đạo Phật là học thuyết nhân duyên, mà nhân duyên là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, có phải gì không? Như vậy sự có mặt của tất cả sự vật giữa tâm và vật là nhân duyên. Đủ nhân đủ duyên thì có mặt của tâm của vật, không nhân không duyên thì tan rã cái sự kết hợp đó. Các vị phải hiểu vậy. Cho nên ai nói đạo Phật mà nói cái gì cũng tâm 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 rồi cho đạo Phật là duy tâm, người đó nói như vậy là lầm. Nếu chúng ta nói tâm như vậy, tâm có trước và có sau, đây là nó không thích hợp với học thuyết của Phật giáo. Các vị phải để ý chỗ này rất là quan trọng. Trở lại vấn đề của chúng ta, khả năng siêu phàm này, chúng tôi đã được xem một cái chương trình gọi là Kỳ Quan Trung Hoa. Nếu cách đây mười mấy năm các vị đã từng có xem những cái chương trình Kỳ Quan Trung Hoa, tôi mới thấy được cái gì. Có một cái cô bé đó thì trên truyền hình tôi thấy độ khoảng là chừng 12-13 tuổi thôi. Nhưng mà cổ có một cái rất đặc biệt. Các vị viết bất cứ một cái chữ gì, các vị viết trong tờ giấy, các vị xé ra làm 5, làm 10, làm 20 gì đó không cần biết, mà các vị viết ở đâu không cần biết. Các vị xé rồi các vị bóp trong bàn tay về, các vị đưa cho cô bé đó. Khi cô ta cầm tờ giấy đó, cô ta để vô trong nắp, cô ta kẹp lại vậy. Cô ta đọc được cái chữ đó là chữ gì? Các vị viết ở tỉnh khác, rồi các vị xé nát ở đâu hồi đâu á, rồi các vị mới đi đến chỗ này. Các vị cứ đưa vậy đó, các vị đưa,
cô cầm trong tay, cô kẹp vô nách, cô sẽ đọc cho các vị nghe câu gì, chữ gì trong đó. Như vậy các vị thấy cái đó là như thế nào? Bây giờ cái đó là một con người rất tận. Nhưng mà tôi muốn nói là có thể lớn lên cô này không còn được khả năng đó. Nếu cô này qua quá trình quân tập và học hành và cuộc sống, cô ta suy tư và tất cả mọi thứ đã ung đúc vô tinh thần bằng những cái quan niệm của trần thế, của xã hội, thì lần lần tính siêu phàm nó sẽ mất. Đây là một cái khả năng, đó là một con người rất là thực. Người thứ hai nữa là có một cậu bé rất là đặc biệt, cũng ở độ tuổi chừng 15-17 tuổi thôi. Cậu có một cái giác quan rất là kỳ lạ. Có nghĩa là cậu đang đi trên đường về, ở dưới lòng đất chỗ nào có kim loại là cậu biết ngay. Cho nên trong khi mà cậu đi như vậy, cậu nói là nơi này có kim loại thì cứ đào, chắc chắn nơi đó có một cái khúc sắt hay là kim loại gì đó, dầu nằm 5 thước, 3 thước, 7 thước gì trong lòng đất. Cậu vẫn có khả năng khám phá đặc biệt như vậy. Như vậy thì nhìn qua tất cả những con người siêu phàm như thế này là một con người bình thường, không phải là một người xuất gia, cũng không phải xuất phân từ những cái dòng tộc quý phái, cũng không phải là những người có một cái truyền thống về tính cách siêu phàm như thế. Đây là khả năng mà nếu con người khác có, mình có. Ví dụ ở Đồng Tháp, chúng ta đọc trên báo, chúng ta thấy có một cái anh ở Đồng Tháp có cái khả năng gì? Đúng rồi, đó là anh này không bao giờ bị điện giật. Tức là tất cả các dòng điện như thế, ảnh như chim vậy đó. Chim nó đậu đâu bao giờ bị điện giật. Ảnh cũng vậy, ảnh nối kết các dòng điện, ảnh làm điện là bình thường, thử điện bao nhiêu ảnh vẫn là bình thường, ảnh không có bị điện giật. Như vậy đó là những cái chúng ta đã từng thấy. Rồi bây giờ các vị thấy nè, có những khi mà các vị xem xiếc á, ảo thuật, các vị nói cái giống như là cái ảo thuật. Nhưng mà các vị thấy những cái người như thế nè, có những cái anh mà ảo thuật là đi trên biển chai á, không có đứt, có phải không? Rồi có những người đi trong lửa mà không có nóng. Các vị biết điều đó trong Phật dạy gọi là cái gì không? Tâm tưởng. Cái anh này á, trong Phật dạy gọi là khi một người tu tập mà quán chiếu về nước á, xem tất cả mọi thứ là nước hết, nhìn cả lửa cũng là nước, thì khi quán chiếu đến độ định tâm và thuần thục thấy tất cả là nước rồi đó, thì anh này bước vào lửa, anh ta đang cảm giác như anh ta đang bước vào nước. Vì vậy cho nên anh ta không bao giờ có cảm giác đó. Ở đây là quan trọng cái chỗ là duy tâm tạo, chỗ này rất là cần. Ví dụ một người có khả năng đi trên nước mà không có chìm, chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì khác. Vị này tu tập theo Phật gọi là tứ niệm xứ đó. Vị này quán chiếu là đất, tức là nhìn trên mặt nước cũng thấy là đất, nhìn trong hư không cũng thấy là đất. Và khi quán chiếu đến độ thuần thục thì người này đi trong hư không cũng như đi trên đất, mà đi xuống dưới nước, dưới biển cũng như đi trên đất. Khả năng này không phải Đức Phật mới có, hoặc thánh đệ tử Đức Phật mới có, mà tất cả chúng ta nếu dành trọn công phu tu luyện sẽ có được điều này. Nhưng mà nếu không khéo, điều này là một sự tác dụng ngược lại với cuộc đời rất nguy hiểm. Thì tác dụng như thế nào chúng ta sẽ cần tìm. Như vậy khi đề cập đến thần thông trong Phật giáo, Đức Phật đề cập đến thần thông trong Phật giáo, chúng ta thường nghe trong đạo Phật gồm có gì? Tam minh và lục thông, phải không? Ngày đầu tiên khi Đức Phật thành đạo với cổ Bồ Đề, Đức Phật đã giác ngộ, canh đầu tiên là ngày chứng gì? Túc mạng thông. Tức là túc mạng minh là cái nhìn thấy biết trí tuệ, hiểu biết về tất cả những đời quá khứ của Ngài và tất cả chúng sinh. Sang canh giữa ngày chứng thiên nhãn minh là cái khả năng trí tuệ thấy biết tất cả các cuộc đời tương lai tái sinh của Ngài và tất cả chúng sinh. Và canh cuối cùng ngày giác ngộ, đó là chứng lậu tận minh, là ngày dứt sạch tất cả pháp phiền não để trở thành một đấng giác ngộ. Và điều này khi đề cập đến chữ minh mang cái nghĩa là bản thể trong con người chúng ta, bản thể của trí tuệ, bản thể của tuệ giác. Và khi đề cập đến lục thông thì tất cả những thần thông trong đạo Phật đều đề cập đến qua chữ lục thông này. Lục thông gồm có gì? Một, thiên nhãn thông. Hai, thiên nhĩ thông. Ba, tha tâm thông. Bốn, năm,
6. Lậu thận thông. Như vậy một là thiên nhã, hai là thiên nhĩ, ba tha tâm, bốn thần túc, năm túc mạng và sáu là lậu tận. Sáu pháp thần thông này là những cái mà thánh đệ tử của Đức Phật là rất nhiều người có khả năng thành tựu. Nhưng mà tại sao tất cả các vị thấy được điều này, là điều này tất cả thánh đệ tử thành tựu mà tại sao không có sử dụng trong suốt quá trình truyền đạo cũng như kinh điển ghi chép lại? Tại sao? Điều này sau này chúng tôi với các vị sẽ cùng bàn. Chúng ta trở lại vấn đề thiên nhãn thông là cái thấy biết, công dụng của cái thấy biết. Cái thấy này xa ngàn dặm. Cái thấy của thiên nhãn minh là tuệ giác, thấy biết được những kiếp đời tương lai. Thiên nhãn thông là cái diệu dụng của bản thể và thấy biết được xa ngàn dặm, ý nghĩa nó là vậy. Thiên nhĩ thông là cái nghe được ngàn dặm. Đó. Rồi thiên nhĩ tha tâm là cái hiểu biết về đối tượng của mình. Trong lòng các vị hiểu gì? Nếu tôi có tha tâm thông, tôi sẽ biết tất cả các vị đang ngồi dưới đang nghĩ như thế nào về tôi. Các vị nghĩ trái, nghĩ đen, nghĩ gì về tôi. Đó. Là cái tha tâm thông là cái mình hiểu biết được lòng người khác đang nghĩ gì về mình. Đó. Túc mạng thông, thiên nhã, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc thông. Thần túc thông hay có cái nghĩa là như ý thông, có nghĩa là đó là một loại thần thông, có nghĩa là biến hóa đi trên không độ thổ thăng thiên, biến hiện tất cả mọi thứ. Sự biến hiện đó người ta gọi là cái từ là thần túc thông. Rồi túc mạng thông. Túc mạng thông là cái khả năng thấy biết về những kiếp đời trước của mình đã từng sinh ra ở đâu, nơi nào, làm gì, chết bằng gì, hạnh nghiệp gì, gieo nhân gì, duyên gì để đi đến tái sinh cái gì trong những kiếp đời quá khứ đều biết được. Và cái thông cuối cùng rất quan trọng trong đạo Phật đó là lậu tận thông, là cái khả năng mà đoạn trừ tất cả các phiền não tập khí. Như vậy những phiền não tập khí này nó che đậy, nó làm giảm bớt đi năng lực siêu phàm trong tất cả mọi người chúng ta. Và vì một người tu tập thanh tịnh thì người này giải phóng được tất cả những cái sự ràng buộc che đậy này, tuệ giác hoàn toàn sáng suốt và phát huy được năng lực diệu dụng từ bản thể thì phát triển thần thông. Vì vậy để có phương pháp tu tập để đắc được thần thông thì trong đạo Phật, Đức Phật đưa ra một phương pháp tu để chứng đắc thần thông, đó là phương pháp tứ như ý túc. Tứ như ý túc là một phương pháp tu tập trong tiến trình mà các vị đọc trong Phật học phổ thông về 37 phẩm trợ đạo có phần tứ nhĩ túc này, đó là khả năng tu tập thần thông. Nếu các thánh giả đệ tử của Đức Phật hay là tất cả chúng ta ứng dụng lời Phật dạy và tu theo phương diện tứ nhĩ túc này sẽ hướng tâm đến thần thông, các vị có khả năng thành tựu. Xin thưa các vị, ở đây chúng tôi nói không có nghĩa là tôi là người tu tập bằng thần thông, mà qua học thuyết tôi trình bày với các vị về phương diện này để chúng ta có thể hiểu. Trong tứ nhĩ túc gồm có một là dục nhĩ túc, hai là tinh tấn nhĩ túc, ba là niệm nhĩ túc, bốn là định nhĩ túc. Dục là cái ước muốn, tức là cái lòng ham muốn chúng ta để có được thần thông. Tinh tấn là sự siêng năng không lười mỏi. Sự tinh tấn là sự làm việc, sự tu tập, phát triển không dừng nghỉ trên cái con đường ước mơ của chúng ta. Niệm là cái khả năng là tư duy về những cái điều mà chúng ta ước muốn đó, và có khả năng kết quả cuối cùng là phải có định tĩnh để hướng tâm đến điều gì mới thể hiện được điều đó. Ví dụ khi người tu tập chứng đắc về thần thông đắc rồi đó, thì cái tư duy định này á, là nó thể hiện ra cái diệu dụng bằng cách là, ví dụ chúng ta muốn cục đá là thành vàng thì tâm chúng ta để vào đó và chúng ta nghĩ nó là vàng, nó sẽ trở thành vàng. Chúng ta muốn đến biến hiện nơi đâu, chúng ta muốn xuất hiện nơi đâu thì cái đó tâm chúng ta gợi đến đó thì chúng ta có mặt đến đó. Nếu một người có khả năng chứng đắc thần thông bằng con đường này, tự định này quyết định tất cả chứ không phải do tư duy. Như vậy về phương pháp học thuật căn bản về lý thuyết trong Phật giáo, qua những cái từ ngữ chuyên môn và phương pháp tu hành để có được thần thông thì tôi gợi ý với tất cả các vị là như thế. Bây giờ tôi xin thưa với các vị, khả năng thần thông này chỉ có trong đạo Phật mới có, còn những người ngoài đạo Phật không có. Có phải vậy không?
Như vậy là khả năng này có trong tất cả mọi người nếu người đó biết phát huy, có phải vậy không? Vậy thì tất cả chúng ta là một người bình thường như thế này, như các vị vậy. Nếu các vị dành cả một cái tâm hồn tu tập để hướng đến thần thông bằng một con đường như lời Phật dạy, thì khả năng của các vị cũng có thể chứng đạt được. Vì vậy những người ngoại đạo không phải là Phật giáo, người ta có khả năng đạt được cái gì thông? Đạt đến ngũ thông. Tức là người ta có khả năng thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Chỉ có điều duy nhất người ta không đạt được lậu tận thông. Đây là kiểu các vị thầy để thấy chỗ này. Ở đây các vị thấy rằng những người nào mà đạt được thần thông mà chưa có lậu tận thông, đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta thấy phần lớn những người có võ thì sao? Thông thường chúng ta có võ mà chưa phải là hàng cao thủ á, thì sao? Tay chân lúc nào cũng ngứa, có phải không? Khi người mà thật sự đạt đến cao thủ tuyệt đối rồi á, thì người ta rất là bình thường. Nhưng mà nếu những người mà len nhem á, là đi đâu thấy cũng đá hết, có phải không? Như vậy thì các vị thấy rằng con người chúng ta là bản chất phiền não, tham sân si ích kỷ, đố kỵ, ganh đua, ghen ghét, giận hờn, nó đầy ở trong lòng. Nếu chúng ta vì tham vọng, vì muốn mưu cầu, vì muốn cái gì đó, có được thần thông để chúng ta có quyền sanh sát trong tay, có sự sát phạt, có quyền lực, có quyền lợi, có danh vọng, tất cả những ước muốn này mà để có được thần thông, đó là một cái dạng thần thông phá hoại thiên hạ. Và thần thông này do phiền não thúc đẩy cho nên tạo nghiệp làm đau khổ mọi người rất là nhiều. Xin thưa các vị, ông nội tôi ngày xưa chết bằng cái gì các vị biết không? Tôi thì không biết mặt ông nội mình, nhưng mà tôi được nghe thầy tôi kể lại là ngày xưa ông nội tôi chết là do cái người mà người ta luyện về, ta luyện về bùa lũ quan á, ta luyện cái cách nào mà người ta thư yếm á, không biết như thế nào mà người ta thương một cái miếng da trâu vô trong cái bụng của ông nội tôi. Khi mà một thư một miếng da trâu to như thế này mà nó vào hết trong cái bụng, nó nằm như vậy. Và cuối cùng ông nội tôi đau qua ngày tháng và chưa chết, nhưng mà đi đến một vị thầy bùa lỗ ban khác để tháo gỡ. Thì tôi được nghe thầy tôi kể lại là như thế này. Vị thầy kia đó trước khi tháo gỡ là nói là bệnh này đã tới lúc không còn cứu. Và vị thầy đó ông mới làm một cái miếng nước như thế nào đó không biết, mà ông tha lên cái bụng thì tự nhiên nguyên miếng da trâu ở dưới nó nổi lên toàn bộ. Cái điều này không hiểu nổi luôn, không hiểu nổi luôn. Và cuối cùng ông nội tôi chết bằng miếng da trâu. Thì cái việc đó tôi được thầy tôi nói lại ngày xưa ông nội chết như vậy, thì tôi mới thấy rằng đó là những cái mà người ta cũng có một khả năng thần thông, nhưng mà thần thông nguy hiểm vô cùng. Những người luyện thiên linh cái, những người làm bùa lỗ ban, nếu người này không có tâm tu hay là thiếu cái đức tu, người này sẽ hại vô số người. Nhưng mà xin thưa với các vị, không phải ai họ cũng hại được. Muốn giết một ai, muốn hại một ai phải có quan nghiệp với nhau. Nếu không có quan nghiệp họ giết chết hết trên xã hội này rồi. Nói thật, cái này các vị phải để ý là muốn giết một ai, muốn trù ý một ai thật sự, họ có khả năng siêu phàm đó, nhưng mà họ phải có quan gia kết trái gì đó, một năng lực gì đó trong quan gia kết trái này, một đời nhiều đời hoặc là tương quan như thế nào, họ mới có thể thực hiện được điều này. Chứ nếu mà ai họ cũng giết được á, xin thưa với các vị, đời này á là họ là chúa tể rồi, họ giết hết trơn rồi, mình ai mà lén phén họ giết hết. Các vị phải để ý vậy. Thành ra ở đây các vị phải thấy điều đó có, nhưng mà nó có những tính cách như vậy. Cho nên khi chúng ta thấy rằng khả năng thần thông nếu có được mà chưa đắc được lậu tận thông, tức là trí tuệ, tuệ giác hoàn toàn chưa có, từ tâm chưa trọn vẹn, thì tất cả những việc này chúng ta chỉ phục vụ cho danh lợi, cho tham vọng, cho quyền lợi, cho tất cả những cái gì của chúng ta mưu đồ bất chính mà thôi. Và càng có cái khả năng này chừng nào thì chúng ta càng lộng hành nhiều cái điều phi pháp cung chừng đó. Cho nên các vị nhớ kỹ, có những người thầy lỗ ban tốt á, thì sau này để lại một cái hậu thuẫn tốt cho con cái cũng ít nhiều. Nhưng mà nếu một thầy bùa lỗ ban mà không có tâm đức á, sau này không đứa con nào có thể sống được tới 10 tuổi hết.
Đây là tôi được biết những người thầy của ba. Những người này phần lớn là các đứa con sinh ra là chưa được 5-3 tuổi gì đó là đều chết hết, không thể nào sống được. Do người ta nói một câu mà tôi không hiểu gì, nhưng mà người ta nói lại là tôi hỏi tại sao, thì mấy người kia nói là âm binh ngày xưa người này đã từng luyện, từng sai, từng bảo, từng ngày kia lúc người ta còn phước đức á, mà sau này khi không còn phước rồi nó trở lại, nó quật ngược lại, nó bẻ cổ con chết hết. Tôi thì tôi nghe nói vậy thôi, sự thật hư tôi không có rõ, tôi không phải làm bùa lỗ ban, tôi không biết. Xin thưa các vị, như vậy chúng ta nhìn lại thời của chúng ta, chúng ta đọc trong Thiền sư Việt Nam, Hòa Thượng Thanh Từ có biết quyển Thiền sư Việt Nam, hay các vị đọc trong lịch sử Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lan, tức là của Hòa Thượng Nhất Hạnh, chúng ta đọc lại cái dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tức là cái ngày mà cái ngày Từ Đạo Hạnh á, một vị thiền sư tên là Từ Đạo Hạnh. Các vị biết trước khi Từ Đạo Hạnh mà trở thành một vị thiền sư thì ngài là một người ở ngoài đời, ngài là con của một vị tăng căn trong triều đó. Thì vị tăng căn này ngài á là con của ông tăng căn tên là Từ Vinh. Từ Vinh là cha của Từ Đạo Hạnh, là tên người tu, còn tên đời là Từ Lộ. Thì bị cái sự xích mích giữa Từ Lộ Từ Đạo Hạnh Từ Vinh và Diên Thành Hầu, hai bên xích mích, cho nên Diên Thành Hầu mới nhờ Pháp Sư Đại Đăng dùng bùa chú đánh chết Từ Vinh. Từ Lộ lúc đó còn nhỏ, thấy cha mình bị người tha dùng chú thuật đánh chết, cho nên ôm hận trong lòng. Từ Vinh khi bị đánh rơi vào xuống sông để chết thì xác thân mới trôi đến trước cửa nhà của Diên Thành Hầu, và cái thay chết là bỗng nhiên đứng lên mà không có ngã xuống. Khi lúc đó đó, Diên Thành Hầu sợ cho nên mới gọi cái ngài Đại Đăng đến, là nói là cái xác này nó chết mà nó đến đây nó giống như nó đòi mạng tôi. Cho nên lúc đó đó, khi mà ngài Đại Điên đến đó, thì để chỉ vào cái xác và nói một vài câu gì đó thì cái xác ngã xuống và trôi tiếp. Gia đình của Từ Lộ á, tức là sau này là Từ Đạo Hạnh á, dớt xác cha đem về và chôn. Từ Đạo Hạnh lúc đó là Từ Lộ đó, ôm một cái mối hận trong lòng, quyết lòng như thế nào phải trả được cái thù này của cha mới được. Cho nên lúc đó lớn lên một chút, ông đã cuốn tất cả đồ đạc và ông dự định là đi qua Thiên Trúc để học các cái bùa chú để trở về trả thù. Trên đoạn đường đi quá nhiều gian nan, và thấy mình một thân khó có thể đến đi Thiên Trúc để học được các phép thuật, cho nên ông mới trở về ở ẩn ở trong núi và ông thực hành theo phương pháp gọi là trì đại bi. Khi thực hiện trì đại bi cho đến một cái thời gian mà cái công năng của đại bi đã có đó, thì bắt đầu ông mới dùng cái chú thuật này, ông quay trở về và dùng chú thuật đã dùng gậy đã đánh chết đại điên bằng cái chú thuật do phép trì đại bi của mình. Và từ đó ân oán giang hồ trong cuộc đời đã chấm dứt, và lúc đó ông quay trở về cái cửa Phật tu với cái dòng phái thiền của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, và sau này có cái danh là Từ Đạo Hạnh. Xin thưa với các vị, trước khi trở thành một Từ Đạo Hạnh trong nhà tu thì khả năng này đối với một người cư sĩ thông thường như Từ Lộ, chỉ trì đại bi thần chú một cách đủ biến, đủ cái công năng, đủ thành tâm thì nó biểu hiện được cái công năng siêu phàm như vậy. Và như vậy thì các vị biết rằng lúc đó mục đích của Từ Lộ trì đại bi để làm gì? Đúng vậy, mục đích ở đây trì đại bi không phải là để cứu nhân độ thế, không phải là trì để cho mình giác ngộ, không phải là trì để cho mình cái gì cả, mà trì với cái mục đích duy nhất là để trả thù mà thôi. Vì vậy cho nên các vị thấy được ở trong Phật Pháp, cái điều này Đức Phật dạy với chúng ta rất là rõ. Có nghĩa là khi chúng ta chưa đạt được lậu tận, có nghĩa là phiền não chưa chấm dứt, mà chúng ta có khả năng thần thông thì phần lớn là phần thông phục vụ cho mưu đồ là chính. Cho nên có những người chúng ta thấy rằng những ngoại đạo thất bại chỗ này là chuyên môn tìm ra chú thuật là để cho mình độc tôn, để cai trị, hay là để
làm phép lạ để mê hoặc con người, chứ không mang tính cách phục vụ cho chúng sinh hay là vì lợi ích hạnh phúc cho con người. Vì vậy trong đạo Phật, Đức Phật tuyệt đối là nghiễm nhiên là cấm điều này. Cho nên tại sao các vị thấy rằng trong đạo Phật, Đức Phật không cho phép tất cả các thánh đệ tử hiển hiện thần thông, và Đức Phật cũng không cho phép các đệ tử của mình dùng thần thông để hóa độ chúng sinh. Ở đây các vị phải thấy cái ý nghĩa thâm thúy của Đức Phật ngay chỗ này. Trong Phật giáo chúng ta, thánh đệ tử của Đức Phật có thần thông, bản thân của Đức Phật cũng có thần thông, nhưng mà các vị đọc về lịch sử của Đức Phật, chúng ta rất là hiếm thấy khi nào Đức Phật dùng. Và vì vậy trong cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự ngày xưa, tôi có viết cho các vị để xem cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự. Và trước đó tôi có đi Ấn Độ đó, thì có một cái chú, tôi giải thích là những đoạn đường Đức Phật đi đó, là Đức Phật đi từ nơi này đến nơi kia thuyết pháp quá độ. Thì cái anh đó anh mới nói tôi là ngày xưa con tưởng Đức Phật đi từ xứ này đến xứ kia Đức Phật bay chứ, sao mà thầy nói đi bộ không vậy? Thì ở đây các vị thấy là khả năng của Đức Phật có được điều đó, nhưng tại sao Đức Phật không dùng? Ở đây là các vị phải thấy, thật ra với các vị có một cái câu nói mà tôi đã nhớ trong một cái danh nhân, ông nói như thế này. Ông nói là vũ lực chinh phục được tất cả mọi thứ trong cuộc đời, nhưng kết quả của nó lại chống tàn. Đây là cái câu mà tôi nghe rất là hay. Tức là vũ lực có khả năng khuất phục người khác, nhưng mà kết quả của nó chống tàn là vì sao vậy? Chúng ta dùng vũ lực để áp buộc người khác, để phục tùng người khác, thì người khác không phải tâm phục khẩu phục mà theo mình, mà vì không đủ sức chống lại mình mà họ theo. Có phải vậy không? Hai nữa là họ sợ mình tàn ác, mình áp lực họ, họ theo, chứ không phải họ vì kính nể. Vì vậy cho nên nếu lúc nào mình yếu đi, hoặc lúc nào khả năng của họ hơn mình, thì họ sẽ quật ngược lại mình. Đây là cái điều của nó. Cho nên một câu là rất là hay, vũ lực chinh phục được tất cả, nhưng kết quả của nó lại chống tàn ở chỗ này. Vì vậy chúng ta nhìn lại trong Phật học, nó cũng có cái rất hay như thế này. Thần thông là cái để giúp cho con người hiếu kỳ, và nếu tất cả mọi người hiếu kỳ về thần thông thì người ta dễ dàng theo mình, có phải vậy không ạ? Mà nếu người ta dễ dàng theo mình thì mình dễ dàng trở nên hư bởi những cái con đường bằng thần thông, nếu mình có cái cách này. Cho nên nếu vì những con người hiếu kỳ mà thể hiện thần thông để độ họ, thì cái sự hiếu kỳ này không mang cái nghĩa giác ngộ và làm lợi ích cho họ, chỉ mang tính cách phục vụ cho tính hiếu kỳ của cá nhân con người mà thôi. Vì vậy cho nên khi chúng ta thấy rằng Đức Phật là không cho phép các đệ tử của mình sử dụng thần thông, bởi vì không khéo chỉ là cái tính cách làm cầu danh cầu lợi để làm cho thị hiếu tất cả mọi người mà thôi, chứ không mang tính cách phục vụ cho sự giác ngộ giải thoát và chấm dứt khổ đau của mỗi con người. Xin thưa các vị, điều này các vị thấy rất rõ. Thần thông không có khả năng để giúp các vị chuyển nghiệp, thần thông cũng không có khả năng giúp các vị đoạn trừ lậu hoặc, và thần thông không giúp các vị chấm dứt khổ đau. Các vị phải thấy được điều này. Các vị có tin rằng cái câu quyết định này của tôi không? Các vị từng học Phật, xin thưa với các vị, để các vị thấy được điều tại sao tôi nói rằng thần thông không chuyển hóa được nghiệp chướng, thần thông không giúp hóa giải được khổ đau, thần thông cũng không giúp các vị đoạn trừ tất cả các phiền não lậu hoặc. Bây giờ cách nay chừng 5-7 năm về trước, các vị có từng xem một cái người mà ảo thuật nổi tiếng trên thế giới, đó là ai? Hả? Copperfield, phải không? David Copperfield. Nhưng mà các vị biết, khi mà các vị xem những chương trình đó là những chương trình quay phim thật. Một ngôi nhà cao tầng như thế này, bỏ anh lên trên trển, trói anh lại bằng chìa khóa gì đó, bỏ trong một cái tủ, đóng hết tất cả các cửa, rồi dưới này châm điện cho nổ, nổ banh ngôi nhà như vậy hết. Một hồi anh ta xuất hiện ở chỗ, ngay chỗ mà anh ta đã định vị. Rồi một cái hòm như vậy, bỏ anh ta vô, xiềng trói anh ta lại, hòm xiết kính lại, đóng lại, đưa lên chiếc trực thăng, thả cho nó trôi theo cái dòng suối, từ trên cao suối đó nó thọt xuống ở tới dưới cái vấn đề là giống như là cái thung lũng dưới vậy đó. Rồi ngồi anh ta lồm cồm, anh ta bò ra chỗ nào đó. Rất là nhiều điều anh tôi không thể ngờ.
Có những lúc anh ta gặp một người bên cạnh và anh ta bay được lơ lửng trong không. Những cái điều đó là chúng ta khó tưởng tượng về một người bình thường mà anh ta là người nổi tiếng trên thế giới. Điều đó khoa học đã kiểm chứng, anh ta không có dùng bất cứ một xảo thuật nào ngoài cái vấn đề của cá nhân anh mà thôi. Như vậy khi các vị biết rằng David Copperfield chết bằng cái gì? Ai đây biết cái chết của anh ta? Hả? Tôi thuộc về bà Tám gì đó, biết cái chuyện trong vòng quá. Xin thưa với các vị, Copperfield chết bằng cách gì biết không? Xe đụng mà chết. Một con người siêu nhân như vậy, nhưng mà cái chết chỉ là đụng xe chết. Các vị có thấy được điều đó không? Một sự thật rất phũ phàng so với nghề nghiệp và so với khả năng của anh. Đó là vấn đề tại sao Đức Phật nói là thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Chúng ta phải để nhìn lại lịch sử Phật giáo. Các vị biết là đệ nhất thần thông trong đạo Phật đó là ai không? Mục Kiền Liên. Nhưng mà vậy chứ đố các vị Mục Kiền Liên chết bằng gì? Sao kỳ vậy? Nó chuẩn bị nó đánh mình điểm nó một cái rồi nó đứng lại, phải không? Thế là lúc đó nó chuẩn bị đánh chết mình, nó chọi mình bay lên trong không. Tại sao không bay mà không điểm nó? Xin thưa các vị, các vị phải thấy rất rõ ở chỗ này. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, là người thăng thiên độn thổ biến hóa đủ đầy tất cả mọi việc. Nhưng mà khi bị ngoại đạo rõ hình đánh chết, các thánh đệ tử huynh đệ mới mang cái xác của Mục Kiền Liên đem về tới Tinh Xá. Các huynh đệ mới hỏi Mục Kiền Liên như thế này: này tôn giả, ngài là người có thần thông đệ nhất ở trong chúng, ai cũng đều nể phục. Ngài đã từng chinh phục được tất cả các ngoại đạo, nhưng tại sao hôm nay ngài lại để cho bọn lõa hình đánh chết như vậy, đánh và thương vong như thế này? Lúc đó Mục Kiền Liên trả lời một câu như thế này: khi nghiệp lực đã tới, chữ thần mà không nhớ cũng là chữ thần. Các vị nghe thấy chỗ này một cái câu để trả lời, để các vị thấy rằng tại sao trong đạo Phật không khuyến khích tu tập thần thông là vậy. Cho nên tôi đã nói thần thông không giải quyết được nghiệp chướng, thần thông không có giải trừ được phiền não, thần thông không hóa giải được khổ đau. Nếu không khéo, thần thông này nó còn mang cái nghĩa của tác dụng phụ, ngược lại để nó làm khổ chúng ta mà thôi, hoặc nó làm tăng trưởng ngã mạn, hoặc là tăng trưởng lòng kiêu sa ích kỷ, hoặc tăng trưởng cái lòng sân si đố kỵ và hận thù. Nó làm cho chúng ta phiền não ngày càng dày và nghiệp chướng càng sâu. Đây là một điều hết sức nguy hiểm trong Phật giáo. Những Phật tử ấn quang, chúng ta dường như những Phật tử mà lão thành như thế này, không ai không biết đến một vị gọi là Bồ Tát sống tại ấn quang này. Đó là ai? Đó là Thượng Tọa Minh Pháp. Ai cũng đều thừa nhận Thượng Tọa Minh Pháp như một Bồ Tát sống. Và thật sự trong đời của Thượng Tọa Minh Pháp, bao nhiêu tuổi đời là làm lợi ích cho chúng sinh bấy nhiêu. Điều này là điều mà nói thật không ai cũng nhận. Nhưng các vị biết rằng Thượng Tọa như thế nào? Một con người chúng ta có cảm thấy như là một người có thần thông, một người có khả năng biết được quá khứ vị lai, một người có khả năng biết được từ nội tạng tâm của tất cả mọi con người đặc biệt như vậy. Nhưng chính bản thân của ngài khi bị bệnh không có chữa trị được, ngài chết ở tuổi bao nhiêu? 42 tuổi thôi. Như vậy tất cả chúng ta thấy rằng khả năng siêu phàm là khả năng có được trong tất cả mọi con người. Chúng ta có thể tu tập, hoặc là chúng ta có thể nhiều phước báo, hoặc như thế nào đó chúng ta làm cái tính siêu phàm này nó tăng trưởng, nó phát triển. Nhưng mà với tính cách là nghiệp chướng của con người phải do tu mới giải hóa giải được các vị. Khổ đau phải do tu, và phiền não cũng phải tu mới đoạn được. Giữa thần thông, phiền não và khổ đau, cái này nó không cùng đường. Các vị thấy đấy đó, thần thông, khổ đau, nghiệp lực, phiền não, cái này không cùng đường.
Thần thông là thần thông, nghiệp lực là nghiệp lực. Thần thông là thần thông, khổ đau là khổ đau. Thần thông là thần thông, mà phiền não là phiền não. Thấy hay không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ tại sao trong đạo Phật đề cập đến thần thông, mà những người tu theo Phật lại không tu theo con đường để có sự thần thông này. Có chứ phải không? Nhưng mà rất ít người đi theo con đường này. Rất ít người đi theo con đường này. Cho nên các vị phải thấy được, Đức Phật là một người có tuệ giác. Đức Phật là người đã dứt sạch được tất cả các phiền não, là người đã chứng đắc được lậu tận thông, là người đã đoạn được tất cả các phiền não để tuệ thành tụ tuệ giác bằng lậu tận minh. Như vậy thì không lý nào mà Đức Phật không hiểu được tất cả mọi việc này. Nhưng Đức Phật hoàn toàn không bao giờ khuyến khích cho tất cả các đệ tử của mình vì hiếu kỳ mà phát triển về thần thông này. Đó là một cái con đường nghịch lý trong Phật Pháp. Vì vậy cho nên các đệ tử học Phật là không đặt nặng vấn đề của thần thông. Ở đây các vị phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên các vị phải thấy quan niệm học tu theo Phật Pháp, chúng ta phải để ý rằng khả năng này nó nằm ở bàn bạc trong những nhà tu. Nếu người nào hướng tâm đến cái năng lực siêu phàm này, nếu muốn, người này có khả năng. Xin thưa với các vị, trong 10 tông phái của Phật giáo, một tông phái có thể là biểu hiện nhiều tính mà gọi là đặc biệt về vấn đề thần thông, hay là gọi là nó có tính cách siêu phàm nhất á, đó là cái gì? Đó là mật tông. Mật tông là những phương pháp mà giúp cho chúng ta có một cái năng lực siêu phàm đặc biệt nào tương đối trong cuộc đời này, tùy cái sức gia trì hành trì của cá nhân mỗi con người theo pháp môn. Nhưng mà xin thưa các vị, tôi nói điều này không biết có chủ quan quá không, tức là rất có thể tôi là không phải là người chuyên môn, tôi đánh giá điều này hơi võ đó. Nếu điều này có hơi võ đó, tôi cũng xin lỗi rằng tôi đánh giá chưa được chính xác một vấn đề. Nhưng mà tôi có thể dựa vào lời Phật dạy tôi khẳng định như thế này: mật tông là một phương pháp để giúp cho người ta trì chú, hay là để tạo ra một năng lực. Nhưng mà nếu một con người muốn tìm cầu giải thoát, một con người thật lòng tu để cầu giải thoát, thì theo thiện ý của tôi, rất có thể này do chủ quan của tôi, thì mật tông không phải là con đường cứu cánh để đưa chúng ta giải thoát. Tôi có thể gõ đoán như thế. Nhưng một phương tiện trên con đường tu hành thì có, tạo ra chúng ta có một năng lực để giúp chúng ta chuyển nghiệp, có. Tạo ra chúng ta có một thần lực để được sự gia trì của chư thần để giúp cho chúng ta thành tựu sự việc, cái này có thể có. Nhưng mà nếu để gọi là con đường giải thoát bằng con đường trì chú, rất có thể những nhà mật tông người ta không đồng tình với tôi quan điểm này. Nhưng trên vấn đề nghiên cứu lời dạy của Đức Phật và qua quá trình học tu, thì xin thưa các vị, tôi có thể là con người không thể giác ngộ bằng con đường mật tông. Mật tông có thể giúp cho chúng ta có một năng lực để trợ duyên chúng ta trên lộ trình giải thoát, tôi đồng tình. Ví dụ các vị đọc trong lục diệu pháp môn của Ngài Thiên Thai Trí Khải. Ngài Thiên Thai Trí Khải đã hướng dẫn cho chúng ta con đường tu hành mà Ngài dạy trong đó như thế này: khi một hành giả muốn vận dụng phương pháp tu hành, thì tất cả các hành giả cần phải trì chú và sám hối. Trì chú để nhờ tất cả các chư thần hộ vệ chúng ta, để tránh bớt sự quấy nhiễu của ma chướng. Sám hối để giúp cho chúng ta tiêu trừ bớt nghiệp chướng, mà để khi chúng ta thực hiện vào con đường tu hành, dễ dàng đi đến chỗ định tĩnh và nhất tâm. Như vậy lời dạy của Tổ Thiên Thai Trí Khải không xem mật tông hay là không xem trì chú như là một phương pháp cứu cánh, nhưng Ngài cũng vẫn quan trọng đó như là một phương tiện để giúp cho một hành giả trên lộ trình tu tập để được giải thoát. Thì ở đây trì chú có một khả năng để giúp cho chúng ta một phương tiện rất là thù thắng trong con đường tìm về giác ngộ. Còn nếu để nói là chọn một con đường này để đi đến cứu cánh, thì theo những cái tôi thấy này chưa khả năng lắm, và tôi không thấy được cái khả năng mà có thể giác ngộ từ những cái trì chú này. Rất có thể điều này nó hơi phi diện. Tôi trình bày các vị như vậy. Để tôi nói với tất cả các vị thêm một việc nữa. Việc này là xưa kia mẹ tôi có bị một cái chứng bệnh mà rất là lạ kỳ, cách đây hơn 10 năm.
Thì chứng bệnh đó thông thường người ta hay nói là do người khác dựa nhập gì đó. Thì cái việc đó lúc đó tôi thì lúc đó tôi ở ngoài Vũng Tàu, tôi không có ở quê nhà. Thì mẹ tôi khi bị bệnh như vậy thì gia đình cũng chở đi bác sĩ trị bệnh rất là nhiều. Và trị bệnh như vậy trị hoài mà không có hết. Thì gia đình mới điện cho tôi hay để về thăm mẹ. Thì thật ra thì tôi cũng có về thăm mẹ. Thì tôi hỏi với những người chăm nuôi bệnh, và sau đó tôi nhìn mẹ tôi và tôi có một cái suy nghĩ. Cho nên nếu quả thật điều này mẹ bệnh từ cái việc này, thì lúc đó các vị biết rằng tôi nhớ là cái bộ kinh Dược Sư. Thì ở trong bộ kinh Dược Sư á, lúc đó nó trong kinh có dạy là nếu mình mà thành tâm trì giữ giới thanh tịnh, cử ngũ tân rượu thịt gì đó, rồi trì á 108 biến vào trong cái chén nước, rồi sau đó mới đem cái đó cho người bệnh uống thì người bệnh hết bệnh. Thật ra lúc đó đó thì tôi cũng còn nhỏ, vì vậy tất cả mọi lòng tin là kinh nói sao tôi chỉ nghe vậy thôi. Thì lúc đó tôi mới nghĩ là tôi sẽ phát tâm trì cái này cho mẹ tôi. Thành ra khi mà tôi lên, tôi muốn chén nước lên trên chánh điện á, tôi để trước tượng Phật Dược Sư và tôi nguyện như thế này. Tôi nói là con đã đọc được từ trong kinh Phật dạy. Phật dạy là để bát nước này và trì 108 biến chú Dược Sư vào trong này cho người bệnh uống sẽ hết bệnh. Nếu điều này quả thật lời Phật dạy là đúng thì hãy cho con trì thành tâm vào cái chén nước này, mẹ con uống sẽ được hết bệnh. Thì tôi không biết là cái lý do gì trong cái việc làm đó, thì tôi trì một chén nước đầu tiên đúng cho mẹ tôi uống. Thì thật sự trong một ngày đầu tiên mẹ tôi thuyên giảm gần một nửa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Và ba ngày như vậy mẹ tôi trở nên một con người bình thường trở lại. Có nghĩa là đầu óc không còn bị nói lung tung tầm bậy tầm bạ như trước kia. Thì sau đó rồi tôi thấy mẹ bình phục, gia đình mới nói vậy là mua những chai nước suối á để trì vào trong đó để dành để mẹ uống lâu dài. Thì tôi có thực hiện điều đó. Và sau đó mẹ tôi hết bệnh cho đến bây giờ. Nhưng mà chỉ có một điều, chính tôi bệnh, tôi trì hoài đúng không hết. Cái điều này nó rất là lạ. Tôi không hiểu là cái đó là cái lý do gì. Đó, mẹ tôi bệnh tôi tin vào lời Phật, tôi trì tôi nguyện mẹ uống hết. Bản thân tôi bệnh cũng bò lên lớn xuống, tôi cũng thành tâm tôi trì quá trời, mình chính thân mình trì để mình uống mà không hết, hay là tại mình trì mình uống không hết mà người khác trì mình uống mình hết không biết nữa. Đó là có những cái điều mà các vị thấy nó rất là lạ như vậy. Cho nên ở đây vấn đề tu tập những cái thần thông, những cái điều bí mật, xin thưa các vị, chúng ta tin vào lời Phật hay là chúng ta có một thệ nguyện chúng ta cứ làm. Việc đó được hay không tôi nghĩ là nhân duyên phước báo và nghiệp lực của mỗi con người. Chứ ở đây tôi không có nói là khi tôi trì tôi uống không hết là tôi không có tin, không có vậy. Tôi không phải như vậy. Tôi không phải không tin mà tôi nói là tôi chỉ chấm hỏi cho mình một cái là lý do vì sao vậy thôi. Và lý do này tôi cũng đã được trả lời trong một vài bài giảng. Mà nếu các vị thỉnh thoảng có nghe thì trả lời tại sao rồi. Hôm nay khỏi cần đáp trở lại. Hả? Xin thưa các vị, đó là cái điều như thật. Cho nên ở đây, theo quan niệm của tôi, khi tu hành để muốn hóa giải nghiệp chướng, hóa giải phiền não, để chấm dứt khổ đau, thì chúng ta phải vận dụng những phương pháp thật, và đồng thời chúng ta vận dụng thêm sám hối và trì chú như lời tổ dạy, thì cộng lại để chúng ta hóa giải những nỗi nghiệp chướng và những nỗi khổ thật trong cuộc đời. Chúng ta đừng có đặt như một vấn đề siêu phàm để tìm hiểu cái siêu phàm trong đó. Thật ra trong cuộc đời muốn tìm được hiểu được siêu phàm thì cũng có thôi. Nhưng nhân duyên chúng ta không biết có hay không thì đôi khi chúng ta bị ngược trở lại. Cuộc đời chúng ta cống hiến cho một cái chuyện đôi khi nó vô bổ. Làm cả đời mà nó vô bổ thì không có nên. Cho nên quan niệm của những người tu tập, nhất là những vị thiền tông, thiền tông không xem những cái phép lạ như là một sự cứu cánh trong các vị. Tất cả những người tu tập bên thiền tông xem giác ngộ là điều quan trọng, và tự cứu lấy mình, tự tại với sanh tử,
để tự cứu lấy mình là điều ở đây tất cả những người thiền tông đều chấp nhận. Tôi có đọc trong thiền sử đó là Ngài Hoằng Bá. Khi Ngài Hoằng Bá, Ngài đi đến bên một cái bờ sông thì Ngài gặp cái một vị đó tu bên đạo tiên, tức là tiên đạo. Ông ta thấy Ngài Hoằng Bá đi đến đó thì ông ta mới bẻ một cái ông ta đang đội một cái nón, ông ta mới quăng cái nón xuống nước và ông ta đứng trên cái nón và lướt qua sông. Ngài Hoằng Bá đây lượn thượng lượn thọ đi kiếm đò để qua được con sông. Khi qua lại con sông bên kia thì gặp lại ông kia. Ông kia có vẻ tự đắc là Ngài phải tìm đò để Ngài đi qua con sông, trong khi ông chỉ cần thả cái nón của ông xuống là ông lướt qua được dòng sông rồi. Thì Ngài Hoằng Bá từ tốn mới hỏi cái vị đạo tiên kia một câu, đó là muốn được điều này Ngài phải thực hiện bao lâu. Thì ông này trả lời câu đó là: Ngài biết không, tôi phải nỗ lực 20 năm tôi mới được cái chuyện này. Lúc đó Ngài Hoằng Bá cười lên, Ngài mới nói một câu: 20 năm của ông chỉ có bằng một cắt của tôi. Ông luyện 20 năm để ông đi qua được dòng sông, tôi chỉ bỏ một cắt ra tôi qua được cái đò. Cho nên các vị phải thấy được ngay cái chỗ này, đó là một dạng hiếu kỳ. 20 năm bỏ ra như vậy để chỉ đi ra được dòng sông chơi như vậy thôi, không có tự chủ sanh tử, không làm chủ được với khổ đau, không hóa giải được nghiệp chướng mà non thêm, tăng thêm phiền não và ngã mạn nữa. Trong khi tất cả những điều này, những bậc tu hành mà chân tu, những vị này không cần thiết đến những điều này, không cần thiết đến những điều hiếu kỳ như thế này. Cho nên chính chỗ đó mà Ngài chấp nhận bỏ một cắt bạc để đi qua một con đò, trong khi 20 năm đó Ngài đã dựng công tu tập và đã đoạn trừ phiền não. Và 20 năm này rất có thể một người dẫn công tu học sẽ đạt đạo, sẽ dứt được sanh tử, sẽ dứt được phiền não nhiễm ô, và người này lại làm lợi ích cho cuộc đời rất là lớn. Trong khi chúng ta bỏ phí 20 năm chỉ để phục vụ cho cái tính hiếu kỳ, để được một tiếng khen của cuộc đời là người này có khả năng đi được chiếc nón qua dòng sông. Như vậy quá đơn giản so với vấn đề của Phật dạy là sự hy sinh như vậy đối với quan niệm của đạo Phật là không có lợi ích. Cho nên ở trong đó các vị thấy được, đọc trong thiền sử chúng ta thấy điều này rất rõ. Chúng ta nhìn lại cái thời của vua Lương Võ Đế, có một vị hòa thượng nổi tiếng, đó là gì? Đó là Chế Công Hòa Thượng. Và các vị hay đọc trong bộ kinh là Lương Hoàng Sám, chúng ta cũng đã thấy những cái điều này. Xin thưa các vị, ở trong cái đường đó, ngày xưa Chế Công Hòa Thượng có đối diện với một cái vị mà tu tập ở bên Ấn Độ sang, gọi là Thiên Trúc. Khi cái vị này từ Thiên Trúc sang, vị này có một cái khả năng gọi là tha tâm thông. Và khi vào chầu với Dương Lõ Đế thì vị này biểu hiện là cái tính là mình tu tập có khả năng chứng đắc thần thông, cho nên hơi có vẻ kiêu ngạo một chút. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới mời Chế Công Hòa Thượng đến và nói: hôm nay ta gặp một cái vị tăng ở từ Thiên Trúc sang và ông này có thần thông, thì mời Ngài ra Ngài tiếp chuyện. Lúc đó Chế Công Hòa Thượng mới ra tiếp chuyện là hỏi qua lại và hỏi là Ngài tu tập có khả năng gì. Thì lúc đó cái vị tăng Thiên Trúc mới trả lời là: tôi có khả năng thấy biết được tâm người. Thì lúc đó Chế Công Hòa Thượng mới khởi tâm suy nghĩ đến Trường An. Thì Chế Công mới hỏi là: như vậy hiện giờ Ngài biết tâm tôi đang nghĩ gì? Thì vị tăng Thiên Trúc mới nói là: Ngài là một người tu hành như vậy mà giờ này còn thả tâm xuống dưới Trường An để dạo phố chơi. Thì lúc đó Chế Công Hòa Thượng hướng tâm đến cái nơi mà đang thả đèn ở tại Trung Quốc, đang thả đèn trung thu hay gì đó vui chơi như vậy. Thì cái lúc đó một cái vị tăng Thiên Trúc mới nói là: Ngài tu hành mà Ngài còn ham vui, giờ này Ngài lại để tâm đến những nơi thả đèn để du hí được sao? Đó là những người có tha tâm thông họ biết được. Thì sau hai lời kết của cái vị hồ
của vị Tăng Thiên Trúc rồi, thì lúc đó Ngài Chế Công Hòa Thượng mới nhập tâm vào thiền định. Có nghĩa là tâm trụ nơi bất động, nơi hư không, không còn tướng, không còn xứ sở, không còn nơi chỗ đối tượng. Thì lúc đó nhập tâm vào, thì lúc đó Chế Công Hòa Thượng mới hỏi là: này Ngài, hiện giờ Ngài thấy tôi ở đâu? Thì cái vị Tăng Thiên Trúc mới nhìn xung quanh, nhìn hết tất cả mọi nơi, và Ngài không thấy Ngài Chế Công ở đâu cả. Thì lúc đó Chế Công Hòa Thượng mới quát lên một lời: này Hồ Tăng, thần thông là cái gì? Và lúc đó vị Tăng Thiên Trúc ngộ đạo ngay câu nói của Ngài Chế Công. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói với tất cả các vị cái gì? Điều này đối với Phật giáo từ đầu tôi nói đó đến hơn bây giờ, tức là thần thông là cái có trong tất cả mọi con người. Cái này khả năng thực hiện trong ai cũng có được, từ trong Phật Pháp cho đến ngoại đạo, hay là một người bình dân nào đó, nếu họ đem cả cái sự chú tâm của họ bằng cách tập luyện, họ có thể đạt được đến tới ngũ thông. Họ có đạt được ngũ thông. Nhưng tại sao đạo Phật có đề cập điều này, người tu Phật cũng có khả năng thể hiện được điều này, nhưng mà tại sao không quan trọng? Đây là cái điểm mà chúng ta thấy. Cái điểm thấy ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với các vị là thấy ở chỗ là Phật giáo không quan trọng với tất cả những điều về thần thông này, bởi vì những cái đó không đem lại sự giải thoát cho chúng ta. Kết luận ở trong đạo Phật chỉ có một câu như vậy, có nghĩa là sự thần, việc mà thể hiện thần thông không giúp chúng ta giải quyết được nghiệp chướng, không giúp chúng ta chấm dứt khổ đau, và không giúp chúng ta đoạn trừ lậu hoặc. Và đây không phải là mục đích của Phật giáo hướng đến. Các vị phải thấy rất rõ điều này. Và nhìn lại, nếu điều này có thể xảy ra với chúng ta là một con người bình thường, nếu tất cả các vị là người còn phàm phu, đầy đủ tất cả các cái tính hỷ nộ tham sân si ái ố đầy đủ trong lòng, mà nếu chúng ta có được thần thông mà tôi cho là ví dụ như là túc mạng thông hay gì chẳng hạn, thì tất cả những cái này nó làm cho chúng ta có một nỗi khổ điêu đứng, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị biết điêu đứng ở chỗ nào? Nếu nhìn về vấn đề tuệ giác của Đức Phật, chúng ta đọc trong Bồ Tát Giới, trong Bồ Tát Giới cái câu Đức Phật dạy sao: tất cả chúng sinh nam là loài trống, loài đực, loài nam trên cuộc đời, theo cái nhìn của Đức Phật là cái gì? Là cha ta. Và loài cái, loài mái, vân vân, tất cả từ con người cho đến tất cả các loài súc sinh là gì? Là mẹ ta. Ở đây là bằng một cái nhìn tuệ giác, bằng cái nhìn túc mạng đó các vị. Tức là Đức Phật phải có trí túc mạng, những người chứng đắc thần thông bằng tuệ giác phải có trí túc mạng, mới thấy được từ một đời đến nhiều đời về trước, tất cả chúng ta đều có mối quan hệ là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc. Tất cả các vị ngồi trong một cái hội trường này, chúng ta không có thể bây giờ đó, là chúng ta sống trên một cái cuộc sống như thế này, chúng ta không biết ai là cha, mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta. Chúng ta nhìn nhà người này, nhà người kia, dòng họ người này, dòng họ người kia, đây là con ta, đây là con người, đây là một giai đoạn ngắn trong một cái dòng tái sinh. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời là một giai đoạn ngắn, chúng ta không biết mối tương quan của chúng ta vô lượng kiếp chúng ta là cái gì. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng hoàn toàn nếu không phải là chúng ta sinh ra một đứa đó, hay là không phải là dâu, là con, là rể, là cháu chúng ta, thì chúng ta xem như đó là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng đối với tuệ giác của Đức Phật thì tất cả chúng ta đều có mối tương quan về ruột thịt máu mủ với nhau từ một đời cho đến vô lượng kiếp đời về trước. Những ân oán, ân tình và oán hận của chúng ta cũng vô số về trước. Cho nên bằng cái nhìn của Bồ Tát Giới xem tất cả những điều này, nếu mà những người tu hành vi phạm điều này xem như là một cái trọng tội, mà gọi là giống như loạn luân vậy. Mà thật ra nếu một vị Bồ Tát có tuệ giác thì điều này cũng không thể xảy ra được, bởi vì cái nhìn của người này quá là rõ ràng. Vì vậy cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta hiếu kỳ để đạt được, ngay bây giờ tất cả các vị ở đây, mà nếu Đức Phật hay là một ai đó có khả năng ban cho các vị được một cái khả năng siêu phàm, tức là khả năng về thần thông, mà các vị thấy được những kiếp đời quá khứ, thì chắc chúng ta chết liền tại chỗ đó các vị. Sự thật đó, rất là đau khổ.
Nếu các vị bây giờ chỉ cần biết được nhiều đời về trước của chúng ta, mà khi chúng ta còn tình chấp như thế này, còn đầy đủ tham sân si ái nộ thế này, còn lo toan khủng hoảng và còn phiền não như thế này, mà nếu chúng ta biết được như vậy, chúng ta có thể chết liền tại chỗ, vỡ đầu mà chết chứ không thể nào chịu nổi. Cũng giống như chúa các vị nhớ kỹ rằng, khi chúng ta đọc đến cái cuốn chuyện mà Hòn Giọng Phu á, khi sự thật biết được trong một đời thôi, mà biết được sự thật như vậy là người em sẵn sàng bỏ ra đi, biệt tích không bao giờ quay trở lại, có phải không? Mặc cảm tội lỗi, có thể người đó ra đi và chết luôn nữa không có chị? Đó là một cái rất thực, lương tâm, mặc cảm tội lỗi, tư duy ân quán của chúng ta. Nếu bây giờ thật sự tôi như thế này, tôi chưa dứt hết phiền não, tôi còn sân si, tôi còn thế này thế khác, mà tôi nhịn chú này, ngày trước chú từng giác dao chú chém tôi chết, thì bây giờ tôi thế nào? Không lẽ giờ tôi vô chùa tôi lấy dao lụi lại chú? Nếu tôi còn phiền não có thể tôi làm tới điều đó. Tức là khi mình nhìn được một cái ân quán như vậy, ân tình rồi oán hận, tất cả mọi thứ nó chất chồng, nó làm cho mình đai nghiến và đau khổ. Cái điều thần thông mà khi chưa chấm dứt được lậu hoặc là vấn đề khổ đau vô cùng, không có lợi ích gì hết. Cho nên Đức Phật phải bảo chúng ta tu bằng con đường là phải đạt đến tuệ giác mà giải thoát. Đây là một con đường duy nhất trong Phật Pháp mà thôi. Tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện để gọi là nhớ lại tiền kiếp của mình. Tôi đọc cái tác phẩm này là trong cái quyển Hư Hư Lục của sư cô Như Thủy ngày xưa viết. Đó là cái chuyện Bác Cao Lú. Trong câu chuyện này nói là có một vị thú y, khi ông ta chết, ông ta đọa xuống địa ngục. Và hôm đó, thì cái ngày đến ngày ông ta tái sanh, thì Diêm Vương mới bảo là ông ta đến cái quầy cháo lú á, ăn một cái bát cháo lú, để mà khi tái sanh lên trần gian là quên hết những chuyện quá khứ đi. Thì hôm đó ông ta đến ngay bát cháo lú, ông ta thấy cái bầy chó mà ngày xưa ông ta từng cứu á, thấy nó tội nghiệp quá, cho nên thay vì ông ta ăn cái chén cháo đó, ông ta không ăn, ông ta cho hết tụi chó nè. Cho nên khi mà ông ta không có ăn cháo lú mà ông ta vẫn đầu thai, khi ông ta đầu thai lên được trên cuộc đời này thì ông ta 5 tuổi là ông ta nhớ được tất cả những cái chuyện ngày xưa, từng những cái kiếp quá khứ của ông. Thì hôm đó ông mới nói với gia đình là ông đòi đi đến trở về cái nhà của ngày xưa mà ông đã từng sống và chết á, thì ông đòi về thăm vợ. Ông mới 5 tuổi đòi về thăm vợ. Mọi người trong nhà hết hồn hết vía, không biết con mình nó có bệnh tật gì không, nó đòi vậy. Nó chỉ rất là đúng, nó kêu đến nhà đó, số đó, người đó, vợ ông vợ nhiêu tuổi vậy vậy. Khi ông đến ông gặp tất cả những người mà ông đã từng biết là vợ, nhưng mà ta biết ông vợ không? Xin lỗi, người ta biết ông chồng không? Không biết, người ta thấy thằng nít 5 tuổi ai biết ông là chồng mình. Rồi ông vô kêu giống như bà ơi tôi về. Những đứa con của ông thấy là con hết, nhưng mà mấy cái đứa con thấy này là cái thằng nhóc. Mày hỗn láo vậy, tại sao tao về mày kêu bằng con mày? Rồi những người lão thành nàng xóm họ kêu anh em bạn, mà không ai thừa nhận ông hết. Ông rất là tức trong cuộc đời, ông nói lên sự thật mà không ai bao giờ thừa nhận ông là nào là bạn, nào là cha, nào là chồng, ai cũng xem ông là như vậy. Và ông từng ra đường ông thấy những kẻ thiếu nợ ông, ông đòi cũng chả ai làm ngơ, người này là thằng điên mà đòi nợ cái gì, mày con nít mà mày điên. Vì vậy cho nên ông thấy được những cái cuộc sống quá khứ của ông đã đưa đến một đứa trẻ 5 tuổi trong một thời gian ông sống tới 30 tuổi mà ông già hơn ông già 90. Tức là sự đai nghiến này ông phát đi là ông điên, người ta không biết là bao nhiêu lần chắc ta đưa ông vô chợ quán để trị bệnh. Nhưng mà cuối cùng rồi các vị biết, 30 năm trên cuộc đời ông quá khổ đau, và ông thấy rằng cái hiểu biết mà cái thấy biết về những kiếp đời quá khứ không giúp ông được một chút nào để khuây khỏa được cõi lòng, mà còn đem ông một cách đau thương và khổ đau và hành hạ như vậy. Và ông tìm đến cái chết, và trước khi ông tìm cái chết ông mới nói rằng
Ông có làm bài thơ. Ông nói là năm xưa nghe chuyện kể, bác cháu lú diêm đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Tôi nghe lòng tự nhủ, nhất định sẽ một lần không thèm ăn cháo lú để được nhớ tiền thân. 30 năm xuôi ngược, mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bác cháo lú trời ơi. Lần nay xuống âm phủ, nhất định vét sạch nồi để được quên tuốt lút như một dòng nước xuôi. Như vậy các vị thấy, nếu khả năng thần thông, đó là khả năng thấy biết này, mà biết được trong một trạng thái còn nhiều phiền não, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái tác dụng ngược lại với cuộc đời chúng ta. Như vậy các vị thấy có rất rõ không? Cho nên tất cả các vị phải thấy được cái điều này. Học tu theo Phật pháp, mong rằng các Phật tử đừng đeo đuổi theo sự hiếu kỳ. Vì hiếu kỳ cho nên các vị phải đi tu chứ núi. Núi gì? Núi Bà, phải không? Vì hiếu kỳ phải đi xuống dưới tới Tắc Xậy. Vì hiếu kỳ phải đi đầu này đầu kia để cầu cái sự hiếu kỳ đó. Như vậy xin thưa các vị, học Phật pháp chúng ta phải rõ điều này. Tất cả mọi thứ hiếu kỳ là do chúng ta tưởng tượng mà chúng ta tự đi. Sự thật trên cuộc đời này, nhân quả là cái quyết định cho hạnh phúc và đau khổ mỗi con người. Và sự tu hành chuyển nghiệp là điều vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu tất cả các vị không tu, không tạo nhiều công đức, không tự chuyển nghiệp, thì các vị có đi năm non bảy núi, tất cả đau khổ, tai nạn, bệnh tật, nó vẫn là như thế mà thôi. Các vị có cầu một cái cách tha thiết cũng vô ích. Cho nên giá trị lời nguyền tôi đã nói với các vị rồi. Tôi giảng cái bài giảng lần thứ hai tại Ấn Quang, tôi có nói với các vị trong cái bài giảng là giá trị lời nguyền. Để như vậy, tất cả các nguyện mà chúng ta được hay không, nó phải dựa vào cái phúc đức chúng ta có hay không. Cho nên sự khát cầu, sự hiếu kỳ, chúng ta tìm đến núi xa, núi sạch, chúng ta tìm đến sự linh thiêng nơi này, nơi khác, thật sự các vị thích thì các vị cứ đi. Nhưng mà xưa thật với các vị, không phải vì các vị đi đến đó mà tai nạn các vị được qua, không phải vì các vị đi đến đó mà bệnh tật các vị được hết, không phải vì các vị gì đi đến đó mà khổ đau các vị đoạn trừ. Mà các vị phải biết rằng tất cả mọi điều có được hay không là phải do nhân duyên phước báo và sự tu tập chuyển nghiệp của mỗi con người. Cho nên chúng ta cầu nguyện Đức Phật là nhằm chúng ta tạo một nhân duyên, để tạo một niềm tin, để khích lệ cho chúng ta tăng trưởng trong bồ đề tâm, để làm cho chúng ta gieo trồng mạnh công đức lành, để chúng ta có một nơi nương tựa về tâm linh, để làm cho hạt giống lành chúng ta được nảy nở và nhân duyên phước báo nó dễ trổ, thì cái tai nạn chúng ta sớm qua. Đây là điều nguyên tắc. Cho nên khi mà nghiệp lực đã đến, phước báo không còn, thì tất cả những sự cầu nguyện của chúng ta trở nên vô ích mà thôi các vị. Dầu là có thần thông như một Kiền Liên, dầu có khả năng siêu phàm như là David Copperfield, hay là dầu có khả năng như ai đi chăng nữa, nghiệp lực đã tới, phước báo đã tận, hay là duyên đã hết, thì tất cả mọi việc nó đều xảy ra một cách bình thường. Vì vậy cho nên khi hôm nay chúng ta chia sẻ với tất cả các vị bài này, để các vị đừng bao giờ có một cái chỗ mà lầm tưởng, để dễ bị người khác mê tín đánh lừa chúng ta. Những người khác đưa ra những cái chiêu bài dụ hoặc, huyền thoại cái này, quá khứ vị lai cái kia, mê hoặc cái nọ. Chúng ta vì chúng ta chưa có niềm tin sâu vào Phật pháp, chúng ta có chưa có vững về vấn đề con đường tu tập, cho nên nghe người ta nói một hồi là chúng ta điên cái đầu và chúng ta chạy theo một cái hồi nào có hay. Chúng ta biến trở nên một sự nô lệ bởi những cái huyền thoại. Xin thưa thật với các vị, huyền thoại có khả năng được, họ phải cứu gia đình họ trước, họ phải cứu bản thân họ trước, chứ giải gì họ đem ra họ cứu người khác trước vậy. Trong khi họ đau khổ, gia đình họ đau khổ, con cái họ bất hạnh, mà sao họ không cứu mà đi cứu mình. Tất cả những điều này chúng ta phải thấy rằng nhân duyên phước báo nghiệp lực là cái quyết định
cho hạnh phúc và khổ đau của mỗi con người. Vì vậy trong đạo Phật, tu hành ngưỡng cầu lòng tin cầu nguyện là được hết tất cả. Nhưng mà được ở chỗ là tin vào Phật, cầu nguyện vào Phật đồng nghĩa với chúng ta là có biết niềm tin để kích phát phát triển hạnh lành của mỗi con người. Vì chúng ta có tin, chúng ta làm lành mới mạnh, có phải không? Làm việc gì mà có niềm tin thì chúng ta làm mới hết sức mình. Như vậy chúng ta đã cầu nguyện với Đức Phật để tạo nên niềm tin cho chính mình, thì tin vào sự gia trì của Đức Phật, cho nên các vị siêng tu. Tin vào sự gia trì của Đức Phật, cho nên các vị siêng làm lành. Vì vậy cái siêng tu, siêng làm lành nên giúp các vị vượt qua được những đau khổ mà các vị nghĩ rằng đó là do Phật độ. Sự thật Phật có độ các vị cũng độ vào nhân duyên phước báo, chứ không phải độ với tính cách là người hết phước Phật cũng không độ được. Phật thương chúng ta bình đẳng không khác, Phật thương tất cả chúng sinh là bình đẳng không khác. Không phải Phật độ người này Phật bỏ người kia, có nghĩa là người này cầu Phật nhiều Phật cứu, người kia ít cầu Phật không cứu. Không phải người này cúng nải chuối Phật nói ít quá không cứu, người kia cúng 20 nải chuối Phật cứu. Không phải vậy. Ở đây nếu hết phước rồi, nghiệp lực đã tới 30 nải chuối cũng vậy thôi. Các vị phải thấy như vậy. Thành ra ở đây khi mà chúng ta nói học tu theo đạo Phật phải có cách nhìn chánh kiến, thấy biết rõ như vậy để tất cả các vị đừng có mơ hồ trong các vấn đề tu hành. Cho nên nhận thức được lời Phật dạy để tự ứng dụng tập tu là điều này điều quyết định trong cuộc đời chúng ta. Thần thông có hay không không là vấn đề quan trọng, thấy biết được quá khứ hay không không là vấn đề quan trọng, có bay được trên không hay là chung xuống dưới đáy biển không là vấn đề quan trọng. Mà quan trọng ở chỗ là giác ngộ được lời Phật và chấm dứt được khổ đau, chấm dứt được phiền não. Đây mới là mấu chốt căn bản trong Phật Pháp. Cho nên khi Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, dầu bay lên không trung, dầu lặn sâu xuống đáy bể, dầu chui núp sâu vào trong hang sâu, không nơi nào tránh được ác nghiệp mà mình đã gieo. Có phải không? Như vậy muốn bay được trên không phải sao? Phải có thần thông, phải không? Muốn lặn xuống dưới biển sâu phải sao? Cũng phải có thần thông. Muốn chui trong hang sâu mà chẻ núi mà chui vô thì sao? Cũng phải có thần thông. Nhưng mà các vị biết điều gì? Khi nghiệp lực đã tới, cái chuyện này mà trong Kinh Pháp Cú thí dụ có kể đó, cái ông này, mấy cái ông này là ổng có thần thông, cho nên ổng muốn tránh cái vô thường, có nghĩa là cái chết ổng sắp tới. Cho nên ông có thần thông, ông biết bay, bay lên trên không, ông trốn, núp ở trong mây ông trốn. Ông khác có thần thông, ông lặn sâu xuống đáy biển, ông dẹt nước, ông trốn. Ông kia ông có thần thông, ông chẻ núi ra làm hai, ông đi trong đó khép núi lại, ông trốn. Nhưng mà nghiệp lực đã tới, khi mà hết phước rồi, nghiệp duyên đã tới rồi, thì ông trên thần thông, ê xin lỗi, ông lặn ở trong mây sao? Hết thần thông, đứt gớt xuống dưới đất, chết. Ông nó dẹt biển nó xuống chuối dưới thì sao? Hết thần thông rồi nước nó che lại, ngợp, chết. Ông mà chui vô núi còn nguy hiểm nữa, khép đá lại mà. Thành ra đá nó chôn luôn, khỏi cần ai chôn. Như vậy thì các vị thấy được rằng trong cái vấn đề Đức Phật dạy như vậy là thần thông không quá giải được nghiệp lực, có phải không? Cho nên các vị thấy tại sao mà trong kinh đề cập thần thông, mọi người đề cập thần thông, nhưng người tu không chú trọng và không phát huy thần thông là vì chỗ này. Ở đây hôm nay chúng tôi chia sẻ với tất cả các vị qua một cái bài giảng về tìm hiểu về thần thông trong đạo Phật, nhằm giải mã được những vấn đề mà xưa nay chúng ta đọc trong kinh điển thấy mà chúng ta biết không nghĩ là có hay là không. Và trong thực tế này các vị không hiểu là điều đó có tồn tại trong con người của chúng ta không, hay là điều đó nó chỉ là có trong thần thánh, hay là chỉ có trong kinh điển. Xin thưa thế thật các vị, ngay cuộc đời này các vị làm y như vậy các vị vẫn phát triển được những điều như thế. Nhưng mà vì nó không có lợi ích cho chúng ta, nó không có lợi ích gì cho mục đích hiếu kỳ và vấn đề để mà thỏa mãn với những cái ngã mạn tự cao tự đại, hay phục vụ cho cái tính hiếu kỳ, hay là để đối địch với cái gì đó, nó không giúp ích được cái gì hết á. Nó chỉ là như vậy thôi. Thành ra trong Phật Pháp người ta không đặt nặng vấn đề này là vì vậy. Cho nên nó chỉ tồn tại ở một thời quá khứ, một nhu cầu tối thiểu là cần thiết, và tồn tại trong kinh điển, và đặc biệt nhất trong thời đại này.
Nếu một vài người có nhân duyên với những cái phương pháp thần thông thì trong cuộc đời này khi tu nó tự phát tác, chứ không phải là do người này qua quá trình là tự mình muốn là chứng đắc thần thông. Nhưng cái duyên với một pháp môn thần thông có một thiểu số các vị tu hành, hoặc là một thiểu số các vị có thể luyện bùa chú gì đó mà người ta có nhân duyên, người ta sẽ thành công, cũng biểu hiện được điều này. Nhưng mà rất là ít, bởi vì quan trọng nhất trong đạo Phật không chú trọng điều này. Mong rằng các vị hiểu được điều này, đừng hiếu kỳ, mà phải quan trọng nhất học giáo lý của Đức Phật, vận dụng lời dạy của Đức Phật, đoạn trừ phiền não, đoạn trừ tận khổ đau, để chúng ta được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Và cái quan trọng nhất là phải tự tại với thành bại, thành công thất bại, sanh tử trong cuộc đời. Đó mới là điều quan trọng, mới giúp được chúng ta hạnh phúc, an lạc lâu dài trong hôm nay và ngày mai. Chúc các vị tự tại với vấn đề sanh tử. A Di Đà Phật. Thì hôm nay với bài giảng này, tất cả các vị có ai có ý kiến trao đổi gì với bài giảng này, các vị cứ nêu lên để chúng tôi với các vị cùng chia sẻ. Dạ. Có không? Có ai có thắc mắc chia sẻ trao đổi ý kiến không? Không có thì có, các vị cứ nói. Thì đúng ra thì nó cũng nó không giống, nhưng mà nó cùng cái ý nghĩa. Chữ tài cùng với chữ tai một phần là có nghĩa là tài năng cũng không cứu được nghiệp lực. Nó thì nó cũng giống như thần thông cũng không cứu được nghiệp lực. Vậy thôi, chứ nó không có gì khác lắm. A Di Đà Phật. Thôi nếu không có gì để trao đổi thì chúng ta dừng bài giảng lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành 1.5 tiếng đồng hồ để chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Kính mời các vị khởi tâm ngồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.